Hello các bạn, lại cùng với Trúc Liễu tìm hiểu thêm về dòng xe Exciter 155 của phiên bản màu sơn 3D đây. Hiện tại bên đây có hai em màu sơn 3D với hai tông màu gần như đối lập nhau luôn. Một em là khá là trầm trầm, một em khá là nổi bật luôn. Trời ơi, đây nổi bật nguyên con luôn, các bạn thể quan sát nguyên con này. Đã là một màu xanh chuối rồi, đi cùng với lại cái mâm của em nó là xanh dạ quang nữa thì trời ơi đúng là kiểu xuất sắc luôn á các bạn. Hơn nữa nha, bên Liễu có lên cho các bạn những phụ kiện như là phuộc nè. Đó, cái phuộc này bên Liễu có giảm 50% giá này, hay là chống ngã này. Ba ga này, nói chung là những món phụ kiện này càng tôn thêm vẻ đẹp và vẻ nổi bật của cái mẫu xe này luôn ha. Đã độ sẵn cho các bạn, hai em này là bên Liễu đã độ sẵn cho các bạn xi nhan rồi nha. Tức là có là nhiều người không biết là nếu mà thích làm gọn xi nhan nhìn nó như thế nào, thì đây là bên Liễu sẽ lên sẵn cho các bạn quan sát là nhìn mẫu nó sẽ như thế này đây. Là làm gọn xi nhan trước cho các bạn, là lần sau cho các bạn luôn ha. Ok, thì đối với lại dòng xe Exciter 155, những màu sơn 3D này thì em nó sẽ được sở hữu với lại hai phiên bản bao gồm chìa khóa và khóa thông minh Smart Key. Các bạn có thể lên trên cửa hàng để mà tìm hiểu xem, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu sẵn ở nhà để đưa cho mình một cái lựa chọn chính xác về hai cái mẫu xe này. Các bạn có thể lựa chọn là chìa khóa cũng được hoặc khóa thông minh Smart Key cũng được, tùy vào cái khả năng của mình. Mà Smart Key thì nó sẽ mắc hơn một chút xíu, còn chìa khóa thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà về cách sử dụng ạ, quan trọng ở cách sử dụng, mình cảm thấy có loại nào tiện hơn thì mình sẽ sử dụng cái đó ha. Ok, về giá của em nói thì hiện tại thì đang dao động tầm khoảng từ 41 triệu trở lên thôi. Giá này thì tùy phiên bản nha, chưa bao gồm phí ra biển số giấy tờ gì hết, chỉ một mình giá xe thôi. Về màu sơn 3D thì bên đây có một em nguyên con, nãy Liễu có nói rồi. Hay bên đây có một em màu xám đỏ, bom đỏ. Đây là em này bên Liễu sẽ là phát nhận kênh kiểu gọi là phát theo cái phiên bản màu zin á. Màu zin của em nói sẽ là xám đỏ, bom đỏ, những này là xám. Màu xám xi măng đi cùng với cái tem của em nó sẽ là màu đỏ cam, chứ không phải là màu đỏ giống như là cái màu phiên bản zin nha. Và cái mâm của em nó cũng là mâm đỏ cam luôn, thiên về hơi cam cam một xíu, chứ nó không phải giống thuần 100% giống phiên bản màu zin. Tại vì phiên bản màu zin nó đã ngưng sản xuất và hết hàng được một năm nay rồi đó các bạn. Nên là những bạn nào mà đang có đam mê cái màu đó thì chúng ta vẫn có thể sở hữu phiên bản màu này. Nói gần như là nhìn, khi mà nhìn vào từ xa chúng ta khó có thể phân biệt được phiên bản màu zin với màu sơn. Như là mình bạn nào phải là thật sự là tinh mắt tìm hiểu, am hiểu, hoặc là những người làm trong nghề như liệu thì mới biết được thôi. Và đối với lại những phiên bản màu này cũng đều được sở hữu với hai phiên bản bao gồm chìa khóa và khóa thông minh luôn nha. Ok, và mua trả góp thì các bạn chỉ cần đưa trước tầm khoảng từ 5 triệu trở lên là mình đã có thể nhận ngay xe luôn rồi. Có khả năng thì mình đưa nhiều hơn, mình cứ suy nghĩ rằng là mình đưa càng nhiều, mình vay càng ít, lãi suất sẽ càng thấp. Và có khả năng hơn nữa thì mình sẽ đưa trước 40% giá trị xe, mình sẽ được hưởng ngay gói cặp về gốc và gói lãi suất thấp nhất của hệ thống nha. Ngoài hai màu này ra, bên Liễu còn rất là nhiều những màu khác nữa tại cửa hàng luôn. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo Liễu để gửi mẫu qua cho các bạn tham khảo nha, hoặc các bạn có thể lên TikTok của Trúc Liễu để Trúc xem được là bên đó Liễu có báo giá trên TikTok luôn ạ. Và nhớ cho xin một flow ha. Và hiện tại cửa hàng đang có chương trình là thu xe cũ đổi lấy xe mới này, ship xe về tận nhà này, giảm ngay cho các bạn từ 1 tới 2 triệu khi mình mua xe liên hệ trước với Trúc Liễu nha. Và đặc biệt hơn là có hoa hồng siêu cao đối với những bạn nào có giới thiệu khách lên mua xe nhé.